Okay. Blow your nose. We'll just do about 10 minutes and we'll do another meditation in the chúng ta sẽ thiền định trong 10 phút và chúng ta sẽ thực hiện một thiền định khác 1 giờ ngày hôm nay. Nhưng mà ít nhất thì một lần một tuần tôi muốn các bạn sẽ đưa cho các bạn đi qua cái phần làm sao để bắt đầu một phần thiền định, và tôi biết rằng các bạn sẽ làm nó 100 lần, nhưng mà tôi muốn các đảm bảo rằng các bạn đang làm điều đó. Chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị đúng cho phần thiền định, một sự chuẩn bị về tinh thần. Và tôi đã thực hiện nó trong vòng 15 năm. Và nó rất là đẹp và tôi vẫn thích tận hưởng làm việc điều đó. Và tôi không thiền định mà không có thực hiện điều này. Và tôi làm nó mỗi ngày khi tôi thiền định. Và tôi nghĩ đó là một cách rất là tuyệt vời để bắt đầu. Tôi nghĩ nó rất là đẹp, rất là thoải mái khi thực hiện nó. Tôi phải tốn nhiều thời gian để sẵn sàng cho bài thiền của tôi về mặt tinh thần. Và nó tốn khoảng như 10 hoặc 15 phút. Tôi không biết nữa. Để đi vào thiền định. Và tôi cực kỳ khuyên các bạn nên làm nó và quen với nó. Bởi vì nếu các bạn không thực hiện nó hàng ngày thì các bạn vẫn đang trong một cái lịch trình ngắn và các bạn... Nhưng mà có thể là một vài lần một tuần các bạn nên thực hiện một cái sự chuẩn bị thật là tốt. Nếu các bạn không có nhiều thời gian. Hầu như trong vòng 15 năm thiền định, tôi vẫn nghĩ là nó tốt với khi bắt đầu với bài tập thở. Và 10 hơi thở thì không đủ với tôi cần 100 hơi thở. Nó tốn khoảng 5 phút. Và chúng ta sẽ thực hiện 100 hơi thở. Các bạn có thể bị quên đếm 3 hoặc 4 lần cũng không sao. Hãy tập trung vào hơi thở ra trước sau đó và hơi thở vào.
Then we'll go through the seven steps preparation. And và sau đó chúng ta sẽ đi qua 7 bước chuẩn bị. Bước đầu tiên đó là đảnh lễ. Cá nhân tôi thích chọn một ai đó. Tôi đã ở cùng với họ trong một vài tuần vừa qua hoặc tương tự. Người đã truyền cảm hứng cho tôi. Và tôi thực hiện một sự đảnh lễ với họ trong về mặt trong suy nghĩ. Thông thường thì họ không phải là một người Phật tử. Họ chỉ là một ai đó có hành động tử tế. Một người đã truyền cảm hứng cho tôi. Và một ai đó mà giống như là mà tôi muốn trở thành giống như họ. Và tôi sẽ đảnh lễ họ trong suy nghĩ của tôi. Và tôi nghĩ về một ai đó mà đang truyền cảm hứng cho tôi. Thực sự là nó không nhất thiết phải là một người nổi tiếng. Đôi khi là chỉ là một người nào đó mà tôi gặp. Một người mà làm một điều gì đó tử tế, tốt đẹp cho những người khác. Next one is prostration or offering. Tiếp theo là cúng dường. Tôi thích hình dung rằng tôi cúng dường họ một thứ gì đó mà tôi luôn luôn quay trở lại cá nhân với việc cúng dường họ những thứ, những ý tưởng tốt, những điều tốt mà tôi đã làm trong tuần vừa qua. Tôi đã làm những thứ nhỏ. Tôi cũng dường họ những thứ nhỏ nhặt, những điều nhỏ bé, những điều tử tế nhỏ bé mà tôi đã làm. The third step here is, bước thứ ba ở đây đó là sám hối. Nghĩ về một vài lỗi lầm mà tôi đã làm trong tuần vừa qua hoặc tương tự. Hãy cố gắng nghĩ về một vài lỗi lầm mà các bạn đã gây ra và hãy thành thật về điều đó. Nó giúp chúng ta tịnh hóa những nghiệp, thừa nhận những lỗi lầm mà chúng ta đã làm trong tuần vừa qua. Thậm chí nó cũng có ích rất nhiều khi nói với ai điều đó. Nó thật là tốt khi có một người bạn mà các bạn có thể chia sẻ những điều này, nhưng mà các bạn thì sau đó các bạn có thể thực sự cải thiện nó rất là nhanh. And then share something good you did with this person in the last week. Và sau đó hãy chia sẻ với họ những điều tốt mà các bạn đã làm trong tuần vừa qua. Mọi người thường có xu hướng tự nhiên đó là tập trung vào những sai lầm. Have some trouble to admit when we're doing something right.
Và tất cả chúng ta thường có vấn đề khi gặp khó khăn khi thừa nhận những điều tốt mà chúng ta đã làm đúng. Với sự tự cao thì chúng ta không sợ, với sự tự hào chúng ta không nên tự sợ phải thừa nhận những điều mà chúng ta đang làm thật là tốt. Chỉ cần chọn những điều tốt bạn đã làm mà không có cái sự tự cao ở đây, hãy cảm thấy vui vẻ về điều đó. Then the next step is to ask for teachings. Number five. Và bước tiếp theo, bước thứ năm đó là thỉnh cầu họ hãy dạy cho bạn. Đối với tôi, những bài giảng đến với tôi theo nhiều cách khác nhau. Thông thường thì tôi tìm kiếm trong những quyển sách vĩ đại, những quyển sách đạo Phật vĩ đại. Tôi thấy những bài giảng tuyệt đẹp cho ngày của tôi, những bài giảng đã giúp cho tôi ngày hôm nay. Và thông thường, tôi sẽ nhận những bài giảng từ những người khác. Có thể là ai đó sẽ nói điều gì đó ngọt ngào. Và tôi nhận được những cái lời bài giảng từ họ, hoặc một ai đó đã thử thách tôi, một ai đó làm cho tôi gặp vấn đề, và tôi sẽ nhận được những cái bài giảng từ họ. Và tôi thỉnh cầu những bài giảng này, và tôi nguyện cầu rằng những bài giảng tích cực và dạy những thứ để nhận được những bài giảng tích cực và dạy những thứ quá khó khăn, những thứ khó khăn và những người khó khăn. Và số 6 đó là thỉnh cầu người thầy của bạn ở lại. Tôi có rất nhiều người thầy đến với tôi từ trên thế giới này. Nhiều người đến với tôi từ trong những quyển sách vĩ đại. Và người thầy thân thương nhất của tôi thì vẫn đang sống, và tôi thỉnh cầu họ hãy ở trong cuộc đời của tôi. Và thông thường thì chúng ta sẽ bắt đầu thiền định, bất cứ bài thiền nào mà chúng ta đang thiền định về nó, và sau đó chúng ta sẽ hồi hướng những hạt giống tốt, những nghiệp tốt. Tôi thích nghĩ về những người cụ thể đang có gặp những vấn đề khó khăn, có thể là họ đang bị ốm, có thể họ đang có những cái thời gian khó khăn
trong đời sống gia đình hay thứ gì đó tương tự như vậy, và gửi những hạt giống nghiệp tốt từ thiền định đến cho họ, và sau đó sẽ hồi hướng. Như vậy chúng ta sẽ hồi hướng. Và sau đó từ từ mở mắt ra. Hãy kéo giãn người. Hãy uống thứ gì đó. Nếu các bạn ở Arizona thì các bạn sẽ có đồ uống. Não đi qua bộ não, máu thì chạy qua bộ não, và máu thì phần lớn là nước. Và các bạn, nếu các bạn không uống thì các bạn sẽ trở nên ngốc nghếch. Nghiêm túc đấy. Chúng ta sẽ dừng ở đây nhé Tim. Chúng ta sẽ quay lại trong nửa giờ nữa. Và tôi sẽ trả lời những câu hỏi khi chúng ta bắt đầu lớp học tiếp theo. Vì vậy, chúng ta sẽ có 15 phút cho câu hỏi và câu trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ có phần nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trong nửa giờ đó không Tim? Ồ, điều cuối cùng. Señor Ultima Cosa. Bạn có một bức hình Sugen về nhà xuất bản Núi Kim Cương đang tặng một vài quyển sách miễn phí. Đây là một cái điều rất là hời các bạn. Vì vậy, chúng ta có ba quyển sách ngày hôm nay mà Rosa và Chikme muốn gửi tặng cho mọi người. Một trong những quyển sách này đó là về nghệ thuật của sự chia sẻ, câu chuyện về vua Srisena. Chúng tôi đã hoàn thành phiên dịch nó. Anatole đã giúp tôi kiểm tra bản tiếng Anh, và nó rất, đó là một câu chuyện rất là đẹp từ Lam Rim. Và nhà xuất bản Kim Cương thì đang làm việc để xuất bản bản e-book của các khóa học ACI và phát hành nó miễn phí. Đó là rất nhiều nỗ lực của Rosa và Jigme để có thể chúng ta có thể có những khóa học này, tài liệu những khóa học này. Và như vậy thì có hai khóa học đầu tiên đã hoàn thành và chúng tôi không có nhiều thời gian. Và chúng tôi sẽ có không có nhiều thời gian để kiểm tra chúng. Nên có những có thể có một vài chỗ sai sót nhỏ. Nhưng mà chúng thì khoảng 90% là đã chính xác rồi. Vì vậy chúng tôi sẽ phát hành nó 18 khóa học nền tảng. Và tôi chắc chắn là chúng ta sẽ bước vào 18 khóa kim cương, 18 khóa bí mật. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao nha. Các bạn có thể download những quyển sách miễn phí này trong thời gian nghỉ giải lao.